Máy móc giờ không còn chính xác như phẫu thuật là mấy, bạn sẽ thấy được các chi nhánh đường bộ thành phố Moscow ghim chặt tàu ngầm với một cái ống nước như thế nào, thuyền trưởng chìm cùng tàu hay những cây cầu sập và những vụ nổ có nguyên nhân từ sự tính toán sai lệch về kỹ thuật. Vị trí số 1, đó là việc làm cho chi nhánh đường bộ Moscow trở nên nổi tiếng. Họ nỗ lực lắp đặt một hệ thống đường mới, vì thế phải hàn các cọc bê tông vào lòng đất. Họ bắt đầu thi công và bỗng nhiên những cái cọc đâm xuyên qua mặt đất và biến mất. Họ đã rất ngạc nhiên và bắt đầu đóng một cái cọc khác. Nó cũng đâm xuyên qua lòng đất. Bây giờ họ rất bối rối, những nơi có những cây sọc được đóng xuống đã đâm phải tàu ngầm ở dưới lòng đất. Sau vụ đâm vào xe ô tô đầu tiên, con tàu ngầm đã buộc phải dừng hoạt động và tàu thứ hai được tiến hành lắp đặt lại tiếp tục bị hỏng trần. Cũng may mắn thay là ô tô trong đường hầm không có ai và không có thương tích gì. Vị trí số 2, đó là vào giờ cao điểm chiều tối ngày 1 tháng 8 năm 2007, khi mà cây cầu ở Minneapolis bị sập xuống sông Mississippi. Cây cầu ước tính chịu được 140.000 phương tiện mỗi ngày. Ban An toàn Giao thông Quốc gia đã chỉ ra những sai sót trong thiết kế là nguyên nhân chính của vụ sập cầu này. Tấm đệm giữ an toàn cho cầu đã không làm tròn chức năng bảo hộ của nó và mãi mãi thay đổi cuộc sống của nhiều người dân Minneapolis. Số 3, cây cầu Tacoma Narrow được xây dựng ở Washington trong suốt những năm 1930. Đó là cây cầu rộng thứ 3 trên thế giới, ở thời điểm đó có độ dài 1,8 km. Vào khoảng 11 giờ trưa ngày 7 tháng 11, với sức gió dưới 60 km/h, một mảng bê tông đã rơi ra khỏi bề mặt cây cầu. Chỉ vài phút sau đó, một quãng cầu dài 182 mét đã vỡ tan trước khi cả cây cầu bị sập. Mặc dù các trụ cầu đã được xây dựng kiên cố bằng thép carbon, nhưng các trụ cầu kết nối không chặt chẽ với nhau nên gây ra vụ sập cầu này. Số 4, Lotus Riverside ở Thượng Hải là một quần thể gồm 11 tòa cao ốc cạnh sông. Vào tháng 6 năm 2009, dự án đã gần hoàn thành. Các căn hộ cũng đã bán gần hết thì các công nhân phát hiện ra rằng một trong những tòa nhà đã đổ sập về một bên. Trông nó giống như là bị một người khổng lồ đi ngang qua. 5. Vào ngày 20 tháng 4 năm 2010, vào lúc 17 giờ 5 phút giờ địa phương, máy đo áp suất ở dưới giàn khoan bán tiềm thủy vùng nước cực sâu đã chỉ ra rằng lớp xi măng đã không đóng chặt ở dưới đáy lỗ khoang trong lòng đất để khí và dầu bắt đầu rò rỉ vào đường ống dẫn. Những van cơ khí được thiết kế để ngăn chặn dòng không khí vào ống dẫn đã hỏng. Khi van hỏng, khí và dầu có thể tràn vào ống dẫn. Những công nhân phải nhận ra được điều đó, nhưng quá muộn. Vào 9 giờ 8, áp suất đạt mức cực hạn và giàn khoan nổ. Áp suất xuyên qua chốt bổ sung và chạm tới nền đất. Một mạch nước phun 70 mét đã làm rung chuyển đỉnh giàn khoan bán tiềm thủy. Nước tràn theo mạch khoan qua hệ thống thông hơi, một trong những máy phát dầu diesel tỏa ra khí nổ mê tan. Điều gì xảy ra tiếp theo dường như là địa ngục. Miệng giếng khoan trong một vài giây bị bao phủ bởi những bức tường lửa mê tan. Đây là một trong những thảm họa lớn nhất trên thế giới do con người tạo ra dưới mạch nước ngầm. 6. Tàu không gian Challenger cất cánh và nổ tung khi bay qua Ấn Độ Dương chỉ sau 73 giây. Một quả bóng lửa khổng lồ đã phá hủy Challenger. 3 trong số 7 phi hành gia còn sống sót khỏi vụ nổ tàu và còn tỉnh táo, nhưng tàu con thoi thì đã đâm xuống biển Ấn Độ Dương với tốc độ khoảng 207 dặm/giờ. Ảnh hưởng của vụ nổ đối với các thủy thủ trên tàu làm họ mất đi cơ hội sống sót. 7. Những người xem bộ phim Điểm đến cuối cùng năm sẽ nhớ khoảnh khắc cây cầu sụp đổ. Lần thứ hai, một thảm họa tương tự đã xảy ra ở Seoul, Hàn Quốc. Sáng sớm ngày 21 tháng 10 năm 1984, phần trung tâm của cây cầu dài 48 mét đã sập và rơi xuống sông Hàn. Kết cấu lỗi này đã làm cho các mối nối trong cấu trúc thép đỡ cây cầu bị gãy. Các mối hàn cần phải dày hơn 10mm, thì các mối hàn ở đây chỉ dày hơn 8mm. 8. Costa Concordia với 3.206 hành khách và 1.023 thủy thủ trên boong tàu đã lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại 7 ngày.
Trong buổi tối kinh hoàng đó, thuyền trưởng đã thiết lập lại lộ trình. Ông ta tiến lại gần hơn với ven đảo để chia vui cùng với các ngư dân đảo. Vào lúc 21 giờ 45, con tàu di chuyển với vận tốc 30 km/h đã đâm vào một dải san hô, làm vỡ một khoảng rộng 53 mét bên trái boong tàu. 2 tấn nước biển đã chảy vào trong tàu trong vòng 2 giây. Các thuyền cứu sinh và máy bay trực thăng đã cứu được khoảng 1.500 người, cứu hộ cho tàu Costa Concordia, là một trong những vụ cứu hộ hàng hải lớn nhất chưa từng có. Vào tháng 7 năm 2014, chỉ sau thảm họa đó 2 năm, xác con tàu đã lại nổi lên trên mặt nước cùng với khung thuyền làm bằng kim loại và đã được kéo về cảng của nó cách đó 200 dặm ở Genoa để tu sửa. 9. Vào tháng 7 năm 1981, hơn 1.600 người tụ họp tại hội trường khách sạn Hyatt Regency tham gia tiệc trà. Vào thời điểm xảy ra thảm họa, ở tầng 2 có khoảng 40 người trong lối đi bộ, ở tầng 3 và tầng 4 có khoảng 16 đến 20 người ở hành lang đi bộ. Điều đó có nghĩa là họ đang lơ lửng ở khoang ngoài. Nhưng tình hình đã thay đổi, lỗi thiết kế, áp lực chịu đựng quá lớn, những cột trụ xà đã sụp đổ dọc theo các mối hàn, những cột chống hỗ trợ cũng sập theo. Mỗi thang đi bộ thì nặng 27.000 kg đã sập và rơi xuống. Đây là vụ sập chết người nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ, cho tới khi có các sự kiện bi thảm xảy ra tại Trung tâm Thương mại Thế giới 20 năm sau. 10. Vào lúc 11 giờ tối ngày 2 tháng 12 năm 1984, khi mà hầu hết cư dân ở Hipan đang ngủ say, máy hoạt động để dò dỉ khí metila isocyanat áp suất tăng lên bên trong kho chứa. Không biết vì lý do gì, van khóa để 1 tấn nước tràn vào bên trong ống dẫn kết hợp với 40 tấn khí metila isocyanat. Áp suất và nhiệt từ phản ứng mãnh liệt này trong bình chứa đã gây nổ. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 3 tháng 12, một âm thanh lớn dội lại quanh nhà máy để thải khí metila xanh kia vào không khí. Những đám khí dày đặc đã nổi trên mặt đất, phát tán cách đó 2 km. Chỉ trong vài giờ, những con phố của Hopan đã chất đầy xác người và xác trâu, bò chó và chim chóc, ước tính khoảng 38.000 người chết. Các bệnh viện địa phương đã quá tải với những người bị thương. Cuộc khủng hoảng này xảy ra bởi thiếu hiểu biết về khí ga và hậu quả của nó như thế nào. Bởi vì công ty không muốn tiết lộ bí mật về thành phần của các loại khí chết người này, thảm họa ở Hopan đã trở thành một trong những thảm họa hóa học thương tâm nhất trong lịch sử. 11. Sập trung tâm thương mại mua sắm SEM ở Seoul, Hàn Quốc. Giám đốc siêu thị Lee Jun đã quyết định chỉ sử dụng những loại cột có đường kính nhỏ để tiết kiệm chi phí và để tiết kiệm không gian bên trong của trung tâm. 5 giờ trước vụ sập, những tiếng nổ lớn đã gây ra những vết nứt 10cm trên nền nhà. Ban giám đốc cho rằng tất cả các khách hàng cần được sơ tán, nhưng ông Lee từ chối làm vậy vì sợ mất đi lợi nhuận. Khi cả tòa nhà bắt đầu có những âm thanh nứt lớn vào khoảng 5 giờ 52 chiều, các công nhân bắt đầu kêu gọi báo động và sơ tán cả tòa nhà, nhưng đã quá muộn. Tiếng vang cuối cùng được nghe thấy là vào lúc 5 giờ 30 và cả tòa nhà biến thành đống bê tông đổ nát khổng lồ. Chỉ trong vòng 20 giây, tất cả các cột chống đã sập, giết chết 502 mạng người, chôn vùi hơn 1.500 người. Các nhân viên cứu hộ có mặt ở hiện trường một vài phút sau thảm họa với các cần trục và các loại thiết bị nặng khác cũng được vận chuyển tới vào ngày hôm sau. Người cuối cùng được cứu sống là một bé gái 19 tuổi, cho biết cô bé đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát 17 ngày sau vụ sập với những vết chảy xước nặng. 12. Tòa nhà 22 tầng ở London đã sụp đổ vào ngày 16 tháng 5 năm 1986. Người ta tin rằng điểm yếu ở đây là các mối nối với các bức tường và tầng nhà đã làm nứt các bức tường. Các tầng nhà không thể chống đỡ và gây ra sập lún. Phần góc phía đông nam của tòa nhà sập xuống như một ngôi nhà bình thường. 13. Các cuộc kiểm tra an toàn đã lấy một trạm điện làm mẫu, trong đó hệ thống an toàn đã bị tắt. Sự kết hợp giữa thiết kế lò phản ứng cố hữu và những người điều khiển lò phản ứng đã tạo ra một cách hoạt động khác so với bản liệt kê những mục cần kiểm tra. Điều này đã dẫn đến những điều kiện phản ứng không kiểm soát được. Vào lúc 1 giờ 23 sáng ngày 26 tháng 4 năm 1986, lò phản ứng số 4 đã phải trải qua một thảm họa,
về tăng năng lượng dẫn tới những vụ nổ trong vùng trung tâm. Số lượng phân tán lớn của các chất đồng vị phóng xạ vào trong không khí đã gây ra một vụ cháy trên không trung. Vụ cháy này kéo dài khoảng 9 ngày. Những sản phẩm phân hạt nhân phân tán trong bầu khí quyển. Tai nạn Chernobyl là tai nạn nhà máy điện hạt nhân thảm họa nhất trong lịch sử. 14. Các bạn có thể theo dõi bức ảnh ở trên. Tòa nhà quá chói lóa vì những chất liệu tạo nên nó cũng là những chất liệu sáng chói. Chúng có xu hướng phản xạ ánh sáng. Nếu bạn đang ở trong hội trường âm nhạc của Walt Disney ở Los Angeles, bạn có thể đốt nóng những gì xung quanh hay gần như làm mờ mắt những tài xế gần đèn giao thông, hay bạn có thể cảm nhận được vỉa hè nóng tới mức nào? Câu trả lời ở đây là 140 độ. Thật không may đối với loài người là Jerry đã đặt vào hội trường Walt Disney những tia sáng tử ngoại không thể kiểm soát được. Nhưng may mắn thay, nó chỉ ở mức sợ hãi đối với trẻ nhỏ. Không phải nhiều tòa nhà có thể làm tan chảy chiếc xe ô tô, nhưng tia tử ngoại của tòa nhà cao tầng London ở độ cao 160 mét được biết đến như tòa nhà trọng trời dùng nhiều kính nhất, được đặt tên là điện đài xách tay vì có khả năng làm biến dạng một chiếc ô tô hạng sang trên vỉa hè và đốt cháy tấm thảm từ ánh sáng phản quang. Nhiều người phàn nàn rằng ánh sáng phản quang qua kính của tòa nhà đã làm cháy xém giày dép và yên xe đạp của họ. Và đây là một quả trứng được rán chín mà không cần lửa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.